Đấy, hai loa nhé. Đấy, hai loa nhé. Hai loa. Test đài luôn ha. Này nó lấy được máy xịt rồi đi. Rồi, lúc nữa. Nó nặng không? Đến rồi. Mà không được mà không được. Nó còn chặt lắm. Anh tấm huy chương vàng nội dung xuất sắc, bán nhân 400m nữ tại Thế giới châu Á. Không phải hôm nay có sự tham gia của đồng viên điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Đinh Hạnh. Bóng vận động viên Việt Nam và các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, Trung Quốc, Uzbekistan và Mỹ. Sau năm ngày tuyển điền kinh Việt Nam đoạt huy chương vàng và chấm vô miếng cà phê. AN à. Ok. AN à. Quá quan trọng là sao nó mới chạy nè. Sống này đĩa mà. Sao nó chạy? Chạy hai loa luôn. Này hai loa luôn. Này hai em nữa, hai em nữa chạy. Rồi, nhấn đúng không? Nó chạy hết em nè. Nó có chạy kịp hay gì vậy? Nó bởi vậy đâu chạy đâu. Hai em à. Anh bấm thêm lúc nào vô nữa là nó chạy. Đấy là lúc này bỏ rồi phải không? Đúng không? Bấm bấm cái nút này. Lúc chữ tơ A chơi gì đấy. À đây. Không à. Này anh tên anh xe tự động nó là sống tự động nhấn thêm cái bên đây nè bên trái nè ơi cái hồi nãy đấy cái này là chạy băng sao mung lét em ra nhấn vô cái này luôn nó không mung có nữa đúng không rồi một cái là nghe cái này nhảy lên nè nó phải nhảy mới được nè nó quay nè ông kia không cơm mấy không quay gì đâu lúc nói ra quay rồi ta cứ được cơm mấy nhà quay Ok. Em cầm sống. Đó, sau nhé.